Xin chào anh Nguyễn Trí và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho anh Nguyễn Trí ở Long An. Anh có đặt hàng bên em là ở trên sen đỏ, là một mạch khuếch đại Class D 100W mono và một cái đồng hồ đo bình ắc quy. Ok, thì đầu tiên em sẽ test hàng cái đồng hồ bị đo bình ắc quy cho anh trước. Cái đồng hồ đây ạ, 11V9 ạ. Ok, và như vậy là cái đồng hồ đã hoạt động rất tốt. Và tiếp theo em sẽ test hàng cho anh cái mạch 100W mono. Và bây giờ em sẽ test một bài nhạc đây ạ. Và như vậy là mạch của anh đã hoạt động rất tốt. Thì mạch của anh thì em đang kết nối với cục nguồn adapter 12V 5A. Ok, và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh. Đây là ký hiệu ở trên mạch 100W mono. Vâng, và xin cảm ơn anh Nguyễn Trí ở Long An đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.